Chào mừng tất cả quý vị. Hôm nay bây về cái dòng CD kim giải mã rất là nổi tiếng và cực kỳ hiện đại của Marang nha quý vị. Và cái dòng này bán cũng được vài năm rồi và vẫn còn đang bán nha, vẫn còn đang bán mới. Giá niêm yết của dòng này thì gần 40 triệu nha quý vị, nhưng mà mức giá ngày hôm nay thì chỉ hơn 25 triệu một tí thôi. Hàng mới 100%, nhập khẩu chính hãng từ Đông Thành Hòa Phúc, bảo hành 2 năm nha quý vị. Đây ND8006 thì bị về con màu bạc nha. Thì cái dòng này quý vị biết rồi, ngoài chơi CD ra thì quý vị đó cũng là một cái network flyer luôn. Thì quý vị có thể chơi qua nhạc số, bắt wifi, quý vị chơi qua những cái phần mềm quốc tế nghe nhạc như là Spotify nè, Tidal nè, và chơi qua cái phần mềm của iPhone, Apple AirPlay được luôn. Và quý vị biết là Marang cũng như Đèn Nông là nó có cái ứng dụng HairOS Multi Room quý vị. Thì cái ứng dụng mà chúng ta để điều chỉnh đa không gian, nôm na là quý vị có thể ở phòng khách, ví dụ như cái bộ này để ở phòng khách, quý vị xuống bếp chúng ta cũng có thể nghe nhạc, chúng ta bấm thích tùy hứng, bấm bài nào thì bấm. Thì cái phần mềm heo ấy là nó giúp chúng ta như vậy, rất là tiện lợi luôn nha. Và cái con này được đánh giá rất là cao luôn quý vị. Nó là một trong những cái model mà tối tân hiện đại hoàn chỉnh của Marang nhất quý vị, được sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan nha. Và hàng nhập khẩu chính hãng nên nguồn điện là 220V nha quý vị. Nó có hàng nội địa nữa thì điện 100V. Thì hàng nội địa thì nó không có bảo hành theo diện chính hãng như thế này. Đây, ở bên trong một cái thùng như vậy thì nó sẽ có remote nè quý vị. Pin của remote là pin Toshiba nha. Pin Toshiba. Phiếu bảo hành nè. Đây, phiếu bảo hành nè quý vị. Phiếu bảo hành thì sẽ tích vào 2 năm. Nó có số series rồi trên đây nha. Số bảo hành ở trên một cái con máy của Đông Thành Hòa Phúc nha quý vị. Rồi, một cái dây kết nối nè. Cái này tặng thêm. Dây này thì cũng bình thường thôi, nhưng mà nó tặng thêm ha. Một cái dây nguồn. Đây là toàn bộ cái sách hướng dẫn ở trong đây nha quý vị, sách hướng dẫn và đĩa cài đặt ở trong đây. Cái dòng này thì đi bán nhiều lắm rồi quý vị, và hơn 2 năm rồi thì đến bây giờ khách vẫn dùng rất là tốt luôn quý vị, cực kỳ tốt luôn và được đánh giá ưu việt. Nói chung là cái dòng này rất là thích để xài nha quý vị. Rồi bi khui máy ra rồi đây. Thiết kế rất là đặc trưng của Marang, thiết kế bo góc hai bên nha quý vị. Về các đường cổng kết nối, kỹ thuật số của nó inbus thì nó có cổng optical in, coaxial in. Rồi quý vị, ngay từ TV xuống được nè. Chúng ta có thể gắm ở phía trước này là gắm trực tiếp cái USB hoặc là ổ cứng rời vào đây. Như cái USB của mình là nhạc 32 bit DSD đông đây, thì tất nhiên cái dòng mới tối tân hiện đại như thế này với mức giá cũng khá là cao, với tầm 40 triệu thì cao đúng không quý vị, thì tất nhiên nó sẽ đọc 32 bit rồi, DSD rồi. Và ở phía sau, phía trước là như vậy ha, cái ổ đĩa đây, phía sau thì nó sẽ có đường những cái cổng mà để quý vị kết nối nè. Đây coaxial in nè, đâu rồi, ở bên đây ạ. Đây nè quý vị, nó sẽ có hai đường optical in, một coaxial in. Rồi cái còn cái này là quý vị kết nối qua máy tính nha quý vị, kết nối qua máy tính. Và ở đây là made in Japan nè, nguồn điện 230V. Hàng mới thì quý vị nhìn nó lung linh rồi. Nó lung linh. Nói chung là quý vị nào mà muốn cái hàng mà nó không có một cái vết lông mèo lông chuột nào thì nên dùng hàng mới quý vị.
Và những cái dòng âm ly của Marang thì đều hàng nhập khẩu chính hãng như thế này thì đều bảo hành 2 năm nha quý vị. Hai cái anten này là quý vị bắt wifi, bluetooth. Nói chung là cái con này là không, nói vui là không thiếu các cổng ăn chơi nào hết quý vị, không thiếu nha quý vị. Lâu lâu quý vị thích nghe CD hoặc là quý vị được tặng CD thì chúng ta sử dụng CD. Chất âm của nó là cực kỳ hay nha. Và mức giá của mình là chỉ nhỉnh 25 triệu thôi nha quý vị. Chỉ nhỉnh 25 triệu. Quý vị cứ alo cho Bay. Số điện thoại của Bay là 0907 386 304 nha. Thiết kế bao góc vô cùng sang được quý vị. Và cái con này thiết kế cái độ chống nhiễu của nó rất là tốt. Cái thân nó toàn bộ là kim loại quý vị. Chống nhiễu cực kỳ tốt luôn. Nút nguồn ở đây. Này, quý vị có thể sử dụng trên máy hoặc quý vị là sử dụng trên remote được luôn. Bây giờ Bi sẽ thử test một bài nhạc qua cái phần mềm, Bi bấm qua phần mềm Helix Meteorum ha. Từ nhạc, cái nguồn nhạc từ cái USB này nha quý vị. Bảo hành 2 năm thì quý vị yên tâm. Đây. Đây cái remote của nó, nguyên của nó nha. Rồi pin thì Bi chưa có bỏ vào. Bị để nguyên cái viên pin đó thôi, không có xài cái viên pin Toshiba đó nha. Tại vì pin chính hãng của Marang nó tặng cho là pin Toshiba. Rồi bây giờ đi thử một bản nhạc đi. Ê, sau khi chúng ta vào Helix thì quý vị lên CH Play hoặc Apple Play quý vị cài vào, đánh cái chữ Helix thì nó sẽ ra. Và nó có sẽ những cái lựa chọn nè: phone, server, USB, input nè quý vị, CD, bluetooth nè. Rồi bây giờ Bi nghe nhạc qua cái USB của mình nên là Bi bấm vào cái chữ USB này nha. Dòng này nó rất là dễ tiện sử dụng nha quý vị. Nó ra đây. Rồi bây giờ Bi vào cái này rồi thì quý vị bấm vào browse folder thì nó sẽ ra những cái ca sĩ của mình. Bây giờ mình thử một bài của Đặng Thế Luân đi ha. Rồi sau đó Bi thử qua Spotify nha quý vị. ND8006 của Marang này là một trong những cái dòng mà nó hoạt động ổn định, cực kỳ ổn định luôn nha quý vị. Đĩa thì ngày hôm nay Bi không test, nhưng mà quý vị rất là yên tâm bởi vì là nó là hàng mới, bảo hành 2 năm rồi, hoạt động trơn tru hoàn hảo nha quý vị.
Rồi quý vị thích thì quý vị alo cho Bi nha. Một cái màu bạc rất là đẹp luôn. Phiên bản này nó có màu đen nữa nha quý vị. Nhưng mà quý vị thích màu đen thì quý vị với màu đen, còn thích màu bạc thì màu bạc nha. Bây giờ Bi thử tiếp một bài nhạc qua Spotify nữa để quý vị cùng thưởng thức, và quý vị để quý vị so sánh giữa hai nguồn nhạc, giữa Spotify và USB của mình chép sẵn. Quý vị thích nghe nhạc số thì quý vị ủng hộ Bi nha. Một cái USB này thì gần 2.000 bản nhạc còn Việt đó quý vị, thì 800.000, còn USB 1.000 GB Bi bán 2.500.000, thì nó có thêm nhạc tay, nhạc DSD nữa nha quý vị ơi. Rồi xin mời tất cả quý vị nghe tiếp một bản nữa nha, chắc âm rất là hay luôn. Ngồi đợi chờ này ở đâu mà ra,
chẳng nhận ra có hai điều tôi muốn biết. Một, làm sao quên hay anh đã yêu ai rồi để tôi còn kịp gọi mà chúc cho người ta có anh giữ anh. Chỉ yêu mình anh.